ở tập trước, sau khi tham quan tổ đường Vovinam, hai chúng tôi còn được mãn nhãn với những thế võ, những bài quyền do các môn sinh thể hiện. Đáp lại lời thỉnh cầu của tôi, người bạn duy nhất đã được võ sư Nguyễn Văn Sen thu nhận vào môn phái. Buổi tối, trong buổi cơm thân mật cùng gia đình, chúng tôi đã được gặp vợ của thầy Sen, cô Diệm Thúy. Em cũng đọc trên báo chí nhiều, cũng biết về Vovinam và biết anh Sen. Vậy chị có tự hào mình có người chồng mà trong ngành võ như vậy không? Mình mà có một cái người bạn đời mà giỏi giang, mà nói chung có tài thì mình cũng hãnh diện chứ. Đó là cái niềm hãnh diện của tất cả mọi người, phụ nữ cũng như là người đàn ông nào mà có một người vợ đảm đang. Nhưng mà thường á, những người mà giỏi võ, chú tâm về cái việc võ, anh thậm chí không cần tiền, chỉ cần là mình biết võ thuật vậy thì lấy một người chồng như vậy mình cũng phải rất là mệt chứ, kinh tế nó cũng không bằng người ta, mà tâm huyết thì nhiều như vậy, thì lý do nào chị lại kiếm một cái người bạn đời như vậy? Thực ra thì vợ chồng mà để nó bền vững hay không á là do hai người có cùng một cái suy nghĩ và một cái quan điểm, cùng một chí hướng. Cái suy nghĩ của em nó có khác với anh Sen nhiều quá thì nó sẽ không có bền vững. Đi với ngành võ thì về cái kinh tế thì nó sẽ không có được như người ta. Thì đúng là nó như vậy, nhưng mà mình cái gì mình có, mình cảm thấy hạnh phúc là nó sẽ hạnh phúc. Chị tới với anh Sen đã có ngày võ rồi, hay là trước đó chị cũng biết võ rồi mới tới với anh Sen? Dạ, trước đó thì em có học võ rồi. Rồi chị lâu lâu chị cũng còn vợt lại không? Dạ, em thì học thì cũng lên tới hòn đai nhị rồi thôi. Rồi em ở nhà chủ yếu tập là cho nó khỏe. Lúc nào mà thầy đi dạy là cô ở nhà lúc nào cũng chuẩn bị những bữa cơm gì sẵn. Thường là nó như vậy, nhưng mà có những lúc cô đi vắng thì thầy cũng phải ăn ngoài thôi. Đó là cái bình thường rồi mà. Chứ còn ví dụ như thầy dạy võ rồi thầy nấu cơm cũng không có, cũng khó. Thì thầy lúc nào cũng cần cô bên cạnh mãi mãi cho đến suốt cuộc đời luôn á. Chắc vậy quá. Hậu phương vững chắc thôi. Sau bữa cơm, tôi được võ sư Nguyễn Văn Sen sắp xếp cho nghỉ trọ lại võ quán. Đời vận động viên đã quen với việc ngủ nghỉ nhiều nơi khi đi giao đấu. Tuy nhiên, không hiểu sao đêm nay vẫn nằm chồng chọc mãi. Tôi không thể ngủ được. Có lẽ vì lúc này đây, tôi đang trong tâm trạng háo hức khi chuẩn bị tiếp cận môn phái mới chăng? Hoặc cũng có thể vì lo lắng, không biết bản thân có đủ khả năng để lĩnh hội những tinh hoa võ thuật của Vovinam. Đêm nay sẽ là một đêm rất dài đối với tôi. Sáng nay tôi thức dậy thật sớm, trời buổi sáng thật trong lành. Lúc này đây tôi rất háo hức để chuẩn bị cho buổi tập luyện sắp tới. Tranh thủ thời gian tôi làm vài việc nhỏ ở tổ đường. Duy Nhất thì đã có một cái cơ bản về các môn võ rồi, do đó là cái kỹ thuật mà sử dụng đòn thế bằng trái đấm, bằng cái đá thì cũng đã có những nét cơ bản, là không phải là như những người mới theo tập. Vậy thì Duy Nhất những cái phần nào để có thể là đốt giai đoạn để có thể thực tập được cái nhiều kỹ thuật Vovinam tốt hơn. Trong kỹ thuật Vovinam thì kỹ thuật đánh ngã rất là đặc trưng của Vovinam, nên em dự định tập trung những cái kỹ thuật đánh ngã. Bây giờ còn bản đòn, lao phải. Mà nhớ là 7 kỹ thuật đòn của Vovinam như đòn cơ bản, đòn chiến lược, đòn giật, đòn song luyện nó đều có. Nhưng mà đã đòn cơ bản đi qua rồi, đã đòn chiến lược chưa có. Vậy rồi tập trung cái đòn chiến lược và cái đòn chân để làm sao những cái kỹ thuật đặc thù của Vovinam đều được áp dụng và sử dụng cả. Em dự định sẽ cuối buổi tập sẽ tập thêm cho Nhất cái đòn chân số 3 và có thể làm ven đòn chân 14 nếu kịp thời gian thì cho đánh đòn chân 14, không đánh đòn chân số 3. Thì lấy đòn cơ bản của mình kết thúc bằng đòn chân. Còn phần kỹ thuật té của chúng ta rất là dài. Do đó những cách tập té sấp, té ngửa, té lộn vai, hay té ra sau thì cũng có một vài cái kỹ thuật té để cho hiểu được, ứng dụng đòn cơ bản thì cái té như thế nó hiệu quả hơn được. Theo sự phân công của võ sư Nguyễn Văn Sen, người trực tiếp hướng dẫn cho Duy Nhất học Vovinam là võ sư Hùng Long. Để thuận tiện cho việc tập luyện cũng như là tìm nơi yên tĩnh cho những bài nhập môn, võ sư Hùng Long đã chọn nơi tập luyện là bãi đất cạnh bờ sông Sài Gòn. Bây giờ Nhất làm động tác kim lễ nha, nghiêm. Hai chân mình đứng, hai gót chân mình chạm nha, lưng thẳng, tay phải siết chặt lại, đặt lên trái tim. Nhưng lễ thì cúi người tới trước xíu, 45 độ thẳng lên. Nó bao hàm vừa thể hiện cái văn tức là lễ là mình chào, võ là cái lưng mình thẳng, giữ cái tôi mình, nghiêng trái nghiêng phải không sao cả, nhưng mình luôn luôn giữ thẳng lưng. Bất kỳ chào với ai thì động tác nghiêm lễ của Vovinam mình sử dụng trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ như mình thi lên đai, thi đấu mình được huy chương thì mình thể hiện động tác nghiêm lễ để thay ra lời cảm ơn. Hay là trong thi đấu mình vô tình phạm luật hay gì đó thì mình nghiêm lễ bàn để tiền xin lỗi. Sau khi trận đấu xong thì mình chạy vào đội bàn, mình nghiêm lễ huấn luyện viên và nghiêm lễ đối thủ mình để thể hiện sự tôn kính. Cái động tác nghiêm lễ nó bao hàm rất nhiều cái ý nghĩa như vậy. Trong Vovinam thì chiến lược là một trong những đòn thế liên hoành rất đặc trưng. Ví như trong chiến lược số 1 của môn phái, đây là đòn mà các môn sinh cần được tập luyện. Chiến lược số 1 còn có khẩu quyết là trực chỉ phạt 8 điểm, nghĩa là đánh trực diện vào 3 điểm. Chiến lược số 2. Chiến lược số 2. Mình áp sát vô, dùng tay đấm vào mặt đối phương. Thì thủ đang lo phần trên, mình hạ chân quét phần dưới. Võ sinh thực hiện chiến lược này bằng cách lướt chân về phía đối phương, giữ đinh tắn trái, tay trái tung cú đấm thẳng trực tiếp vào vùng mắt của đối phương nhằm mục đích hạn chế tầm nhìn và khiến đối phương không giữ được sự ổn định của tấn pháp. Thứ ba thì mình tay trái mình gạt thấp xuống, đồng thời bước lên bóc, bật ngang ngược lại. Rồi dùng chân trái, tay trái chém vét. Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của võ sư Hùng Long thì lúc này tôi thấy Duy Nhất đã tự tin hơn trong những bài quyền. Tuy nhiên, tính vốn cẩn thận thì vị võ sư này đã gợi ý hai chúng tôi nên quay về tổ đường để thọ giáo thêm nhiều chiêu thức của các huấn luyện viên khác. Tại tổ đường Vovinam Sư Vạn Hạnh, ngoài những tiết mục của các vị võ sinh Việt Nam, tôi đặc biệt ấn tượng với phần biểu diễn của một người bạn nước ngoài đang theo học tại đây. Mệt không anh? Quá mệt. Sau khi coi anh biểu diễn cái bài này á, thì thấy những cái đường đao của anh á, đi rất là gọn. Không biết là mình tập bao nhiêu lâu rồi anh? Bài này tập 5-6 năm. 5-6 năm rồi. Dạ. Anh tên gì hả? Tên Friedrich. Dạ. Anh là người nước nào? Người Pháp. Người Pháp. Dạ. Hiện tại á, thì có rất là nhiều môn võ. Em có một cái thắc mắc là không biết tại sao là anh lại chọn môn Vovinam là cái môn mà mình theo tập luyện? Nhìn mấy người tập vui rồi, năng khí tập luôn. Thấy những cái đường đao của anh như vậy á, thì em cũng là một môn sinh mới của Vovinam nên cũng rất là muốn anh có thể hướng dẫn cho em một số cái kỹ thuật về những cái đường của Vovinam. Cái bài này là bài khó, là bài cao nhất của Vovinam. Dạ. Hai tay. Dạ. Nhưng mà có mấy động tác là dễ. Dạ. Gạt đấm, hai tay, chém đấm. Dạ. Đâu có dễ rồi. Đây. Dạ. Dạ. Rồi đổi tay. Chém tay trái, nắm tay phải. Chém. Rồi, được rồi. Và đúng như những gì võ sư Hùng Long chia sẻ, khi về tổ đường, Duy Nhất đã thọ giáo thêm nhiều chiêu thức khó hay do các huấn luyện viên và võ sư tại đây hướng dẫn. Những cú đánh bằng đòn chân, đòn tay của Vovinam thật sự cuốn hút hai chúng tôi. Đây là những thế mà phá mã tấu, phải không đọc mã tấu. Đây là một trong những các thế tay không đọc phá mã tấu, để tránh những cái đường đao rất là nguy hiểm và đồng thời mình dùng ra tấn công lại. Trên cao, dưới thấp. Gác ngang lưng, ngang bụng và bổ đầu. Dạ. Và bổ. Cái này là đòn khóa này. Đòn khóa, khóa ngang cổ. Dạ, khóa ngang cổ. Dạ. Dùng hai chân để khóa cổ đối phương. Dạ. Và dặn ngược lại. Dạ. Nhưng mà Nhất vô trên này để thực tập nãy giờ các bạn đã thị phạm rồi. Duy Nhất. All right. Tốt. Sau một ngày tập luyện đầy hăng say, đêm nay tôi đã có thể an tâm đi vào giấc ngủ. Bỏ đường mình có cái khoảng không gian này cũng thích anh ha. Sau một ngày huấn luyện rồi làm những công việc, mình có cái buổi thư giãn như vậy. Cái cơ duyên nào để thầy theo nghề võ? Tôi có một cái không may mắn mất cha từ bé. Dạ. Thì đến năm 15 tuổi thì trong một cuộc mà có dịp mà đi du ngoạn thì tôi gặp một cái cuộc biểu diễn. Dạ. Mà buổi biểu diễn nó có những cái đòn chân kẹp cổ là rất là đẹp mắt. Mà mới đầu tôi không biết, nhưng về sau mà hiểu ra thì đó là Vovinam. Và từ đó có một cái đam mê. Dạ, dạ. Mới tìm đến cái sở thích, cái nơi dạy Vovinam. Mà lúc đó thì cái Vovinam rất ít. Hồi xưa võ là người ta nghĩ tới bạo lực. Rồi thành ra bà cụ không cho đi học, bà cụ không muốn. Nhưng mà sau khi thấy mà học nó cũng có những cái tiến bộ và đồng thời tính hạnh nó tốt hơn thì gia đình gần yên tâm. Và từ đó đi học, và có điều cũng may mắn là tôi gặp thầy trưởng môn Lê Sáng là một danh sư. Tôi theo học thời gian là khoảng gần hơn 4 năm với sự giảng dạy của một danh sư, đồng thời chịu khó rèn luyện tập thì cũng đạt được một kết quả tốt trong các kỳ thi tăng cấp. Khi đó thì thầy trưởng môn có một cái hoài bão là muốn mở mang rộng cái Vovinam ra miền Nam này. Thì do đó có một cái đưa các vị võ sư giỏi về các tỉnh. Mấy ngày hôm nay lưu lại võ quán, em với lại Duy Nhất cũng học các đòn thế, rồi bài quyền, rồi cách đánh đối luyện 2-3. Thì em thấy là tất cả những cái bài quyền Vovinam thường là những cái thế mà bay kẹp rất là nhiều. Thì những cái đòn thế nó có phải là căn bản ngay từ đầu? Những cái đòn kẹp cổ của Vovinam nó là những đòn căn bản từ đầu. Căn bản từ đầu. Nó được nghiên cứu từ dưới lúc. Mà thực tế ra thì trong Vovinam nó có nhiều nguyên lý, Vovinam có nhiều. Tức là nghiên cứu Vovinam từ đánh đá, chém xỉa, quăng quật, giật, siết khóa, đánh vào trọng huyệt, khí giới, chống khí giới hay tay không khí giới đều có một cái sự rèn luyện áp dụng. Những cái đòn thế mà bay kẹp gì thì tới đẳng cấp nào mình mới học được thầy? Từ dưới lên trên. Thí dụ như đòn chân số 1 sai cho 3-4 là đánh từ mắt cá lên cổ chân lên đây là ở cấp thấp đã học rồi. Rồi lên cao một chút xíu nữa thì đánh từ đây lên tới đây. Trung. Lên trung. Lên cao một chút nữa rồi tới ngực. Và cao nữa thì cặp cổ. Chứ nó chia là 21 đòn chân. Sở dĩ em hỏi điều đó là mấy hôm nay ở đây thì Duy Nhất là cũng có nền tảng về võ thuật rồi, cũng đã học như vậy rồi, thì em cũng muốn là ngày mai chính thầy trực tiếp giúp dùm em, dạy cho Duy Nhất căn bản cao hơn một tí nữa, là để em coi thử cái đòn thế mà kẹp cổ như vậy, cái tính mà chiến đấu của Duy Nhất là thế nào. Bên cái phần đó thì được không sao? Dạ. Tối hôm qua thì anh Tùng đã có cái sự đề nghị là Nhất tập một vài cái đòn hệ thống cấp cao, tức là những đòn cặp cổ hay là những đòn đánh tương đối cao. Thì hôm nay thì tập một vài đòn cặp cổ để làm sao kiểm tra thì sẽ có được cái phù hợp kỹ năng có thể ứng dụng được. Đây là một vài đòn chân ở trong cái môn phái Vovinam, hệ thống cấp cao của môn phái Vovinam. Để thực hiện đòn chân á, thì Nhất sẽ trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là mình tập tiếp đất. Đây là cách mà để khi mình bay đòn chân xong á, mình té xuống một cách an toàn. Bước hai là mình tập chậm, sau khi bước 1, bước 2 thành thạo rồi, mình bước thứ 3 thì mình bay lên luôn. Nó từng nhịp vậy. 1, 2, 3. Đó. Khi mình quen rồi thì mình nâng độ khó lên một xíu. Là từ đây mình ngã xuống luôn. Trên cao ngã xuống, đừng để bụng chạm thảm. Hít hơi sâu vào, hít hơi vào. 2, nín hơi, đi. 3. Chạm thảm. Đó. Bây giờ mình cũng ngã xuống nhưng hai chân bắt chéo lại thế này. 1, 2, 3. Chéo, chéo chân. Đưa chân trái lên chân phải. Rồi bắt đầu có hai tay lên, xoay một vòng, vẫn dốc kéo chân, chứ chắc là thả một tay. Đến nơi. Rồi lăn một vòng, lăn tròn. Lăn một vòng nữa, khi đắt lên. Đắt lên. Rồi. Bỏ một tay phải trái ra. Đúng rồi. Giai đoạn thứ hai, mời lại là chúng ta đá cạnh, giảm đà chân trái cách bàn một khoảng 10 bước chân, cách khoảng 10 bước chân. Nâng chân phải lên, móc chân vào cổ bạn. Thì bên này sẽ hỗ trợ mình bằng cách chúng ta nâng này để giảm được rơi xuống. 2, tung người lên, khi chân lên cao chúng ta chồm tay xuống phía đất liền. 2. Rồi, ba y hệt. Xoay một vòng tròn. Lăn. Hít đất. Nâng tay. Chém bụng. Kết thúc rồi. Dậm đà, ngửa lòng bàn chân một xíu. Đó, cạnh chân phải lên. Rồi. Đúng rồi. Móc tung chân hai chân. Tung người lên, hít đất. Móc tung chân, đúng chân. Móc chân lật đang lại. Rồi, lăn một vòng. Hạ vai trái, lăn. Mạnh. Chộm lên, chộm người lên. Kết thúc. Tôi thấy là Thúy Duy Nhất rất thích thú cái đòn cao cấp hơn, tức là đòn bay. Khi mà chúng ta hở bộ nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ dễ bị đối phương đánh. Đòn bay đó là chúng ta đã bay, là chúng ta đã hở bộ rồi. Thì cái đòn đó là đòn tuyệt chiêu, nên phải học tới tuyệt kỹ và nhuần nhuyễn để chúng ta knock out được địch thủ. Thì nếu mà Duy Nhất học được cái đòn này kèm theo những cái thế đánh tấn công bằng chỏ, bằng gối thì tôi nghĩ là Duy Nhất sẽ đạt được cái đẳng cấp cao hơn. Khi Nhất được đến với tổ đường Vovinam thì khi mà từ những cái kỹ thuật cơ bản ban đầu thì Sen đã hướng dẫn cho Nhất, và qua đó thì huấn luyện viên Long cũng như là anh Lợi đã hướng dẫn những cái kỹ thuật đánh gạt đỡ cũng như là những cái đặc trưng của môn Vovinam, và đặc biệt đó là cái đòn bay kẹp cổ. Thì đó là một cái đòn mà Nhất rất là thích. Đây cũng là cái đòn mà đặc trưng nhất của môn Vovinam. Trong quá trình tập luyện cái bài này thì Nhất đã tập trung cao độ hết sức mình, vì mình yêu thích nó nên mình đã cố gắng tập luyện nó để có thể nắm bắt được cái kỹ thuật đòn chân kẹp cổ của Vovinam. Thời gian mà Nhất tập cái ở đây thì đánh giá khả năng cái trình độ tới đâu để cho thầy biết, để tùy nghi tình hình sắp xếp cái chương trình huấn luyện. Dạ, báo cáo thầy là trong thời gian vừa rồi thì Nhất rất là cố gắng tập luyện. Nhờ có kỹ năng cơ bản trước về võ cổ truyền của Nguyễn Thái nên Nhất học rất là nhanh. Nhưng mà về những cái thế tấn đặc trưng hay là những cái điều tinh tế trong kỹ thuật Vovinam thì Nhất vẫn chưa có sự nắm bắt kịp. Theo cái chương trình bình thường á, các môn sinh học hết chương trình huấn luyện này thì sẽ tham gia một kỳ thi kiểm tra để đánh giá cái chương trình đạt tới đâu. Thì trường hợp của Nhất này cũng đặc biệt, thì cái chương trình tập luyện của Nhất và cái điều như em đã báo cáo đó, thì như thế có đủ khả năng mở một cái đợt trình diễn này hay không? Nói chung là với khả năng của Nhất thì khá được, thì em sẽ cố gắng hỗ trợ Nhất để làm sao hoàn thiện tốt để buổi đó kiểm tra nó suôn sẻ. Ngày kiểm tra kết quả đang đến gần, khả năng tiếp thu môn Vovinam của Duy Nhất lúc này cũng đã tiến triển hơn nhiều. Trải qua những ngày luyện tập những cái đòn thế cũng như là những cái kỹ thuật của môn Vovinam, và giờ đây trong con người của Nhất cũng đã có chảy một ít dòng máu của Vovinam. Hôm nay chúng ta cũng có một cái sự tiếp đón là anh Tùng và Nguyễn Trần Duy Nhất trên cái quá trình tìm hiểu, nghiên cứu để phát triển cái con đường võ học. Thì anh Tùng và anh Trần Duy Nhất đã đến và tập Vovinam một cái thời gian. Chúng ta cho một tràng pháo tay để hoan nghênh. Đầu tiên cho con xin phép được cảm ơn thầy đã tạo điều kiện cho con và chú Tùng có cơ hội đến gần hơn với Vovinam, học hiểu rõ hơn về cái bản sắc võ thuật của dân tộc Việt Nam mình. Cho con một lần nữa xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Rồi. Chỉ còn vài phút nữa thôi thì Nhất sẽ thực hiện lại những cái kỹ thuật mà huấn luyện viên đã hướng dẫn cho Nhất. Thì cũng cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà bản thân Nhất là một người tập luyện võ nên là rất là hào hứng và sẽ cố gắng hết sức mình của mình để có thể không làm phụ lòng của các thầy. Theo như sự chia sẻ của võ sư Nguyễn Văn Sen, bài kiểm tra dành cho Duy Nhất ngày hôm nay sẽ có hai vòng. Vòng 1 là về chuyên môn và vòng 2 là về đối kháng. Nhiệm Lễ. Lễ. Chúng trả lên. Thủ. Phản đòn, đấm thẳng vào mặt. Tính. Phản đòn, đấm móc vào mặt. Phản đòn, đấm lao vào mặt. Tính. Phản đòn, đá tạt vào đầu. Kiếm tạo hoàn thân. Đánh. Kiếm thằng độc mệnh. Đánh. Về bên thi kỹ thuật thì cơ bản Duy Nhất cũng nắm được một số các yếu tố chính trong đòn cơ bản qua những cái đòn phản thế bằng đòn tay, đồng thời vũ khí bằng kiếm và cuối cùng là cái đòn chân. Thì nói chung là đánh được so với những cái ngày tập đã qua đó thì có phần kém hơn, có thể là do cái dùng sức quá nhiều, và thứ hai là khi thi thì tất nhiên là bị áp lực về tinh thần. Nhưng mà cái điều thứ hai nữa là cái bài quyền thì phải đi lần thứ hai mới đạt. Ở trong cuộc thi cho phép được thi được 3 lần. Tức là nếu mình quên thì mình được quyền thi 3 lần. Thì lần thứ 3 mà không đạt được thì là coi như là không đủ. Nhưng mà lần thứ 2 đã đạt được. So với cái thời gian học đời trước thì các phần thể hiện ra là có một cái sự tiến bộ hơn. Về phần thi thứ hai là phần thi đối kháng. Thì phần thi này có đánh giá trong vòng 1 phút. Nhưng mà điều quan trọng nhất là phải áp dụng được kỹ thuật Vovinam mới được tính là cái số điểm thắng. Nghiêm Lễ. Lễ. Xê đôi nhau. Nghiêm Lễ. Lễ. Thế thủ. Thủ. Sau trận đấu của Nhất và em Toại thì chúng ta cũng thấy rằng Nhất là do kỹ năng tập nhiều môn võ, do kỹ năng là cái phát đòn rất là tốt, nhưng ít có thể hiện cái kỹ thuật của Vovinam. Cái quan trọng trong đối kháng Vovinam là phải thực hiện được những kỹ thuật trong Vovinam. Qua cái cuộc soi găng hôm nay thì có đánh giá được 6 phần là của Nhất và 4 phần là của Toại. sau những ngày phút tập luyện đây rồi thì chúng ta phải chia tay để mỗi người về mỗi việc trong xã hội. Võ học là biển lớn, học bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng mà với tinh thần Vovinam đó là con người ta sống trong sạch cao thượng để làm gì? Để giúp ích cho đời, để đạt tới cao độ của nghệ thuật, để phục vụ dân tộc và nhân loại. Hai cái sống và cái phục vụ đó là cái điều rất tốt. Thì cái chương trình Con đường võ học là một chương trình rất hay. Chúc cho chương trình Con đường võ học sẽ tiến bước hơn nữa. Xin thay mặt Con đường võ học và cháu Duy Nhất cảm ơn thầy, chúc thầy sức khỏe luôn luôn dồi dào. Cảm ơn. Con đường võ học luôn luôn tạo những tình huống bất ngờ, luôn luôn có những kỳ thú, và hy vọng rằng các bạn đồng hành cùng chúng tôi để đi tìm nhiều sở trường nữa trong cái nền võ học bao la của ở Việt Nam.